Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với kênh Minh Hòa City nha. Thì giờ Vũ đang đứng ở nhà thờ Hòa Hiệp. Nhà thờ Hòa Hiệp thuộc phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thì nhà thờ Hòa Hiệp hôm nay làm cũng sắp sửa hoàn tất rồi. Hàng đá ở giữa nhà thờ này, trước cửa nhà thờ luôn. Đã đưa tượng vô rồi. Nhìn rất là đẹp. Đây. À, rất là đẹp ha. Rồi, phía bên này thì có cây thông. Cây thông gắn đèn led lên rất là đẹp. Cây thông này nó xoay. Cây thông này nó xoay ha. Đây, mình sẽ chạy qua anh này và cho quý vị xem. Đây là cái thông này. Thông khá là cao. Răng điện lên ha. Đây, bên này có xe ông già Noel đang cưới tuần lộc nè. Hay. Ông già Noel đang ngồi xe tuần lộc ha. Phía sau là Đại Đức Mẹ. Ta giăng điện lên cây này, nhìn rất là đẹp ha. Bên này là gia đình thánh gia. Đức mẹ đang kéo sợi nè. Đức mẹ Maria đang kéo sợi. Thánh Giuse đang cưa gỗ. Chúa Giêsu đang bào nè. Đó, gia đình thánh gia. Rất là hay luôn. Người ta vẫn đang làm chưa xong. Người ta đi xem đông quá trời nè. Anh này có anh này chụp bằng dao đó nè. Ta đang chụp hình lưu niệm rất là nhiều này. Chụp hình lưu niệm. Rồi mình sẽ qua bên phía hàng đá ở bên kia nha.
Rồi bên phía bên này thì người ta trang điểm cây nè, rất là đẹp. Thì ở giáo xứ Hòa Hiệp á, người ta cũng có một hàng cây thông thật luôn. Đó, nên là mùa Giáng sinh người ta trang điểm cây rất là đẹp. Đó, đây nè. Rồi ở đây là tiến vô hàng đá. Hàng đá làm đúng chất hàng đá luôn. Có lạc đà nè, lạc đà của ba vua. Đi theo hướng sao lạ để đi vào tiến vào hàng đá ha. Đây rất là đẹp luôn. Đấy ba vua này. Ba vua hay còn gọi là ba vị đạo sĩ đó. Đang đứng chỗ lạc đà nè, tiến vô. Tiến vô hàng đá ha. Đây thì mình cũng sẽ tiến gần lại hàng đá ngoài. Lạc đà nè. Những con lạc đà người ta làm bằng khung, người ta dán giấy bên ngoài rất là hay. Sâm ơi, hàng đá nè. Các chú chụp hình già họ đang đi lang mang. Đây, hàng đá đây. Đa đi xem rất là nhiều luôn. Bên kia có một con voi kìa. Bây giờ ta vẫn đang bắt điện nè, chưa bắt xong. Cứ đến những cái ngày này thì người ta đi xem đèn rất là đông. Người ta tập trung về các nhà thờ, và các nhà thờ lúc nào cũng làm rất là đẹp. Tập trung về các nhà thờ người ta làm, người ta xem.